Xin chào các bạn, tôi là Nguyễn Ngọc Phát. Đây là chương trình bóng đá nghệ thuật của Bóng Đá TV và Thể Thao TV. Trong các chương trình trước, tôi đã hướng dẫn các bạn tâng bóng cơ bản bằng hai chân, động tác lên bóng đầu tiên và footstone. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn hai động tác lên bóng nữa và động tác around the world hay còn được gọi là ATW. Động tác lên bóng thứ hai mà tôi muốn giới thiệu cho các bạn là một động tác lên bóng rất đơn giản và cũng khá đẹp mắt. Bước 1. Chân trụ các bạn đặt dọc theo bóng và cách bóng khoảng 15-20cm. Bước 2, dùng chân thuận kéo bóng lại, đồng thời chân trụ bật nhảy. Động tác này các bạn phải làm đồng thời, khi chân thuận kéo bóng về thì chân trụ bật nhảy. Chú ý, chân trụ phải duỗi khá thẳng mũi chân trụ. Động tác lên bóng tiếp theo tôi muốn giới thiệu cho các bạn thì nó cũng khá giống với động tác lên bóng trước, nhưng khác một điều. Đó là bước 1, khi các bạn đặt chân trụ, mũi chân trụ đặt ngay dưới trái bóng. Bước 2, chân thuận các bạn đưa lên phía trước, đưa lên phía trước, đồng thời chân trụ bật nhảy và kích bóng lên. Bước 3 là khi chân trụ bật nhảy và kích đá bóng lên thì chân thuận của các bạn thu về vị trí ban đầu, đồng thời dùng mũi chân thuận đập vào mặt trên của quả bóng. Khi đó thì trái bóng sẽ đập xuống đất và nảy lên, và khi đó chúng ta sẽ tiếp tục tâng bóng. Chú ý khi làm động tác lên bóng này thì các bạn phải thả lỏng chân thuận. Động tác tiếp theo mà tôi muốn giới thiệu cho các bạn đó là động tác ATW hay còn được gọi là Around the World. Bước 1, các bạn cầm bóng tầm ngang bụng, thả bóng xuống để bóng nảy lên một nảy, và sau đó dùng phần má ngoài của chân thuận kéo bóng, vuốt bóng lên. Và chú ý là các bạn nếu như các bạn vòng chân ra phía bên ngoài thì các bạn sẽ dùng má ngoài của mu chân thuận, còn nếu mà để vòng vào trong các bạn dùng má trong của phần mu chân thuận vuốt bóng. Ở bước 1 thì các bạn chưa cần đỡ bóng vì đây là khi mà chúng ta đang tập cảm giác. Vòng bên trong. Bước 2, các bạn hãy làm ATW bắt đầu từ footstone. Chúng ta hãy giữ footstone từ vị trí chắc chắn nhất. Sau đó các bạn kéo bóng lên và tiếp tục tâng bóng. Rất nhiều bạn mới tập hay mắc phải lỗi này. Khi mà mắc phải lỗi này thì các bạn không nào có đủ thời gian để có thể vòng qua bóng. Bước 3 làm ATW khi đang tâng bóng. Các bạn hãy làm giống như bước 1. Các bạn cũng sẽ tâng bóng bằng hai chân và vuốt bóng để có cảm giác tốt. Và sau khi có cảm giác tốt rồi thì các bạn khi vòng vuốt bóng lên hãy cố gắng đỡ lấy trái bóng và tiếp tục tâng bóng. Thank you.
Và để làm được ATW liên tục thì các bạn phải chăm chỉ luyện tập, đặt ra mục tiêu ở mỗi buổi tập. Và những chú ý khi làm ATW liên tục nữa là khung chân các bạn phải giữ thẳng, cổ chân chắc, và hãy cố gắng làm nhiều nhất có thể để có thể tăng được cái khả năng và cảm giác bóng của mình. Trong chương trình lần này, tôi đã hướng dẫn cho các bạn thêm 2 động tác lên bóng và ATW. Chúc các bạn tập luyện thật tốt, và nếu như có bất kỳ thắc mắc gì, hãy liên hệ với chúng tôi qua Facebook, facebook.com/thaobongdatv.